tôi ở đây là từ năm 59-60 mà lúc ấy đã có cái này. Nó bị sập đổ, nó yếu, đổ nát. Bây giờ thì chả ai đi đâu, chỉ có nghiện hút người ta vào. Đây thì là nói chung nhà là phải lấy bạt ra mình căng mà trông cho nó vệ sinh, trông nó dễ nhìn đó. Tất cả là hạn chế cái mùi hơi nó bốc sang nhà. Thì là ở đây nó bị ô nhiễm. Chúng tôi thấy là nó bẩn quá mà nghiện ngập nó vào. Thế là chúng tôi, dân chúng tôi ở đây là gọi nhau là lấp vào. Thì lấp vào, từ ngày lấp vào ấy thì là hạn chế được rất nhiều. Nghiện không vào đây nữa. Nghiện không vào đây nữa mà cũng không có người vào đây đi vệ sinh nữa. Thì là nó mới được như thế này. Còn chung quanh nhà vệ sinh này cũng rất là bẩn. Tức là liền cái chỗ này. Còn nhà vệ sinh ở dưới này, tức là cách nhau khoảng hơn 100 mét thôi. Đấy, hơn 100 mét này là có hai cái nhà vệ sinh. Tổ dân phố cũng đã kiến nghị là chỉ cần để một nhà vệ sinh thôi, còn một nhà vệ sinh thì xóa đi. Mà làm cái nhà vệ sinh mới theo cái đề nghị của thành phố. Tức là hiện đại, đấy, tức là thu tiền phí thì coi như tổ dân phố đã có bà con, tức là đã làm đơn kiến nghị. Thế tức là xóa đi một, còn để lại một. Nhưng mà cái này là của thành vệ sinh môi trường của thành phố quản lý nên là quận không có trách ý kiến gì được. Đề nghị là thành phố phải xử lý ngay chứ để này kéo dài quá.